em rất là men. Men là sao? Dạ, nói chung là em có những cái kiểu ngồi men, thứ nhất là em hay ngồi cái này này. Trời trời trời, bỏ vô áo đầm, áo đầm, khép lại, khép lại. Dạ. Men này là men bá đạo hay sao? Hoặc là em ngồi em hay tựa như này này. Dạ. Em thì em ga lăng lắm. Nói chung là em đa số thì em đi hay chơi với các bạn gái, với các chị á, thì là em hay xách túi đồ, cắp thức ăn hoặc là lau thìa, lau đũa gì đó. Có ga lăng với nam không em? Dạ không ạ, đương nhiên nam phải ga lăng lại với em chứ ạ. Em đang tìm một người ga lăng hơn em ạ. Đúng, vậy nha, bạn gái bên đây ga lăng lắm đó, bên kia phải ga lăng nha. Nói chung em cũng ga lăng một chút xíu thôi. Em thì em chưa có một mối tình chính thức nào hết ạ, em chỉ thương thầm thôi ạ. Rồi, hai mươi mấy tuổi mà yêu đơn phương không vậy em? Dạ, em là ế bền vững đấy ạ. Cái mẫu người đàn ông mà thực sự mà em mong muốn là gì Minh? Nếu mà nói về hình thức bên ngoài á, thì chỉ cần cao 1m60 mà em thích người tròn tròn mập mập, gương mặt thì thanh tao, trán rộng một xíu, và đặc biệt thì nếu mà có cặp mắt kính thì càng tốt. Không. Nói chung yêu cầu có hết á, chỉ có mập mập tròn tròn không có em thôi. Coi thử dạ. Có giống bên đây không nha. Dạ. Để đợi chị. Dạ chị. Y. Cái gì mắt kính. Có một cặp mắt kính. Dạ. Chào ba. Dạ, em chào chị. Thôi thiệt. Nhìn hết sức là trắng trẻo, thư sinh ha. Gầy, không có tròn tròn nha cưng. Dạ. Không sao, nhưng mà lỡ mình có thành đôi về mình vỗ béo. Dạ được ạ. Dạ. Tại dạo này em vừa ốm dậy nên. À, vừa bệnh dậy hả? Bây giờ em muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Điềm tính, ít nói, nhẹ nhàng, khéo léo một xíu. Em thì em ê mấy cái việc ví dụ như thắt bím rồi cho em bé, là em thích người đàn ông của em khéo léo, nhẹ nhàng trong mấy cái đàn ông mà thắt bím. Nghe khó là gì? Không biết còn đàn ông không nha. Thấy khó là gì? Thôi thắt bím không là mệt lắm á. Nói chung là anh bên đây rất là vui vẻ, nhanh nhạy, cởi mở, giao tiếp tốt, rất là thuận lợi trong công việc làm ăn luôn. Điểm gì em không thích là bạn trai? Em không thích tóc quanh hoặc là lông quanh. Lông thì chắc chắn phải quanh rồi. Lông tay lông chân không được quanh. Trời ơi, lông quanh liên quan gì tới tình yêu? Thì mỗi người có một cái điểm không thích, em cũng không biết vì sao em không thích, nhưng mà em nhìn nó phản. Tóc thì có thể không quăng, quăng thì người ta gọi là làm cho nó hết quăng, nhưng mà lông thì phải quăng à. Dạ. Tôi hơi bị có cái mà cái kỳ là lông quăng đó nha. Coi là chi tiết đó nha đàn gái. Để em họp lại gia đình em xíu nha. Ừ, họp gia đình coi sao. Minh, cái gì chứ cộng lông thì không bao giờ thẳng mà, em biết mà, đúng không? Dạ, đúng rồi. Bạn trai ơi, cái điều gì mình không thích ở bạn gái nè? Không thích lông quăng. Em không thích bạn gái kiểu là đừng có ghen thái quá lắm, vì còn thời gian riêng cho đôi bên. Đúng rồi. Em có thích là sống là cứ phải cười mở với nhau. Tức là phải chia sẻ với nhau đúng không? À vâng. Còn cái ngoại hình thì sao? Bạn mong muốn một người phụ nữ như thế nào? Ngoại hình thì em thì cũng không đòi hỏi nhiều. Cao thì cũng 1m55 trở lên là ok rồi chị. Bên đó là đáp ứng nhu cầu của em, có gì khó hơn không? Chắc thế. Anh gặp em thì gọi là tặng em bó hoa. Rồi, em cảm ơn anh. Em đến đây thì không có chuẩn bị quà gì vật chất, em mà có tinh thần, em có một bài nhảy để tặng đến anh và tất cả mọi người ạ. Dạ. Chúng ta bắt đầu trò chuyện nha. Em muốn kiểm tra gì không? Kiểm tra lông xoăn người. Không, chị ấy lông em. Em muốn kiểm tra không? Em sợ cái đó nhất mà em muốn kiểm tra, em ghét chứ mà. Muốn hả? Tháo cái ống tay. Thấy chưa? Tôi thấy nhà gái tôi phải kỹ gì đó. Em thì người... Anh bước ra đây anh Linh coi thử coi. Anh Linh nhờ, anh làm gì vậy anh Linh? Lông tôi quăng rồi đó. Không có đâu anh ơi. Thấy chưa? Em rồi chưa? Qua kiểm tra đi cưng. Đó, coi thử đúng chưa? Có lông đâu mà quăng. Không có luôn. Không có miếng lông đâu. Theo mà... như là tin tức từ NASA cung cấp xuống, nghe một câu chuyện kể rằng hồi xưa ba đã từng bị quýnh hội đồng. Đấy là mối tình thời đang còn học sinh. Tại sao lại bị đánh hội đồng hả ba? Em với bạn kia là thanh mai trúc mã, học với nhau từ bé lên. Mà lên cấp 2 thì nói chung thương thích thích nhau. Mà lên cấp 3 thì cũng cảm thấy mến nhau rồi nên là... Và cô ấy thì sinh gái, nhà em thì đi học xa nhà. Lúc đi học thì cứ lén lút gặp nhau trên trường đi thôi.
đến gần trường thì tách tách né né ra, người đi trước người đi sau kiểu sợ người ta phát hiện. Cô ấy xinh gái thế thì lắm anh chàng theo lắm, hai người lén lén lút hoài. Thế là một số anh chàng tiểu lâm quân ở trường cũng có phần hâm dọa. Chuyện ngày xưa đó mà. Chuyện ngày xưa, ngày trường ngày xưa. Chuyện học trò học sinh thôi, kể lại cho vui thôi, hiểu không? Bây giờ mình tiếp tục câu chuyện thế nào? Con cái quan điểm con trai con gái sao? Em thì cũng không quan điểm trai trai hay gái, nhưng mà cũng thích trai hơn. Vì ở quê em là người dân tộc, cái con gái đầu tiên đầu lòng á, cứ cái đám rỗ đâu là cái gái là cứ phải ngồi ở cửa, anh nào mà con xinh đầu lòng con trai ngồi trên gác chân. Ôi trời. Cái quan điểm gì đó không được rồi đó. Có gì đó hết được luôn rồi đó. Hai đứa gái, hai đứa con gái luôn. Ôi, hai đứa gái Linh giờ là vàng là ngọc. Như vậy bây giờ em nói chuyện với Minh đi. Đây quan điểm hay là con trai thì mới ok. Nói chung là không phải con trai, ok, con nào cũng được anh. Con nào cũng là con em. Đấy, đấy, đấy. Nhưng mà phải là con trai đúng không? Ưu tiên. Ưu tiên. Dạ thì nói về em trai hay gái cũng được. Em sinh được con trai thì em sinh, chứ còn trai hay gái là do trời cho, chứ em cũng không quyết định, cũng không thể nào mà nói trước được. Nếu mà mình lựa chọn bên kia đúng là một nửa của mình thì hãy bấm nút, còn không thì không sao cả, đúng không anh Linh? Đúng rồi. Chúng ta phải thật sự rung động chúng ta mới bấm. Không rung động, không bấm, để tay nút bấm nha các bạn. Nãy giờ chúng ta có thể nói chuyện vui, có thể đùa, nhưng đến lúc này chúng ta cần một sự nghiêm túc. 3 2 1. Hết thời gian. Không bấm. Xin lỗi bạn. Tại sao nó không bấm? Vì em thấy không được hợp cho em. Không được vì, hợp em thấy quan niệm sống Cô gái. Dạ đúng rồi, em cũng không có, chưa có cảm giác gì. Với lại em nghĩ là tư tưởng quan điểm mà vẫn không giống nhau. Chúng tôi tôn trọng điều đó.